Hello anh em, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình, channel của Takitmi. Rất vui được gặp nhau những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại Winby Fastback quen thuộc. Và mình vừa nâng cấp xong bố già trẻ lên 4 sao nha anh em. Thì cái 4 sao này cũng gọi là free thôi. Tại vì anh em có thể, mỗi ngày anh em có thể quét mảnh. Chẳng qua là những cái con tướng ở sự kiện trái thì anh em không thể quét như là mấy con SS kia mỗi ngày. Cho nên là khi mà nó hết sự kiện thì anh em không có thể nào mà kiếm thêm mảnh nữa. Chỉ có cách là anh em có thể mua được ở trong shop. Nhưng mà hiện tại bố già trẻ vẫn chưa cập nhật trong shop nên cũng không mua được nha anh em. Hiện tại con tướng mới nhất mà tướng trái có thể mua được là Rayleigh trẻ thôi. Cho nên là bố già trẻ thì nếu mà anh em chơi khô máu thì có thể lên 5 sao, 6 sao. Tất nhiên là tiêu trái rất là nhiều, khoảng 100k trái. Còn mình thì chỉ lấy 4 sao free thôi anh em ơi. Đấy. Sau khi 4 sao thì chúng ta nhấp vào cái bảo vật thì cộng thêm được 1k lực nè anh em. Với lại có thêm bảo vật nữa, cũng rất là ok nha. Hôm nay thì mục đích mình nâng bố già trẻ thì anh em nhìn tiêu đề chắc cũng đã biết rồi. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái series mà cũng lâu rồi mình chưa làm. Đó là leo đảo nha anh em. Thật ra cái series này không phải là do mình lười làm thôi anh em ơi. Mà tại vì mình không đủ sức mạnh để đi được. Cho nên là một thời gian dài mình mới quay trở lại được. Và hiện tại thì hòn đảo mình đang kẹt đó là hòn đảo thứ 67 thì phải. Đúng anh em ơi, 67 nha. Hòn đảo thứ 67. Anh em hiện tại đang ở đảo nào thì để lại comment cho mình biết nha. Còn mình thì mình đang ở 67. Bây giờ chắc là mình sẽ nâng tiếp cho đỏ. Tại vì hòn đảo này cần hệ đỏ nên anh em. Thì nếu mà nói về hệ đỏ thì tại mình có hai con ưu tiên. Hai con lực cao nhất của mình đó là Doflamingo với lại Luffy Time Skip. Nhưng mà hai con này cũng đã quá cũ rồi anh em ơi. Cho nên mình muốn hôm nay mình sẽ đánh bằng Doflamingo trước có win hay không. Nếu mà không win thì mình đánh bằng bố già trẻ thử. Tại vì thật ra bố già trẻ tuy là lực chiến thua Doflamingo nhiều anh em, nhưng mà về chất tướng thì chất tướng mới và sức mạnh thì hơn, nhỉnh hơn Doflamingo rất là nhiều. Anh em thấy là thằng Doflamingo này của mình là gần 300k, còn bố già thì chỉ có 250 thôi đấy. Nhưng mà so về sức mạnh thì nhỉnh hơn đấy anh em. Thì lát mình sẽ thử. Có điều bố già này thì mình chưa đi huy hiệu nha. Đấy. Cái quan trọng nhất là chưa đi huy hiệu thôi. Tại huy hiệu nó hơi cùi nè. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ nâng thêm thẻ 4 năm nữa. Bây giờ game có cập nhật tính năng nâng nhanh rồi anh em. Cho nên cũng rất là tiện thôi. Không mất thời gian nhiều lắm. Anh em chỉ việc click nút này với lại nút ở trên thôi là nó sẽ nhanh lắm. Đây. Ở trên đây nữa nè. Thì nói chung là cứ click xong nút vàng là được anh em ơi. Nó sẽ tự động auto nâng cấp đây chỗ này nữa nè. Đấy, hai cái dấu tích này anh em tích vào là đúng siêu nhanh luôn. Với lại quan trọng là anh em phải mua sẵn cái thẻ cam nữa nha. Mua sẵn cái thẻ cam để nâng cho nó tiện, đỡ mất công đi mua mấy cái thẻ này nè. Đấy, tại mình còn có con thẻ thôi cho nên là lát nữa là thiếu rồi đó. Đấy, anh em cứ click nút vàng là tự nâng à, rất là nhanh nha. Bây giờ thì mình thiếu cái này khá là nhiều ấy, thành ra chắc là mình sẽ đi mua thêm ít thẻ cam. À, nhưng mà trước tiên chắc là mình vào mình chiến cái đã, coi thử có win không đã nha anh em. Lỡ biết đâu mình đi bằng Dolphy thì win luôn, cho nên khỏe luôn ấy. Rồi ok, giờ let's go. Thêm một chút thông tin lead cho anh em về sắp tới thì banner sau thì gần như 100% rồi, cái này cũng không cần phải nói thêm. Banner vé vàng sẽ là Marco Wano, sẽ ra mắt vào thứ năm hết tuần này, rồi tuần sau hết tuần sau, rồi tuần sau nữa là sẽ đến banner nha anh em. Hình như là ngày hai mấy anh em ơi, 24-25 gì đó. Rồi cuối tháng thì sẽ có thêm sự kiện trái. Hình như đó là Luffy Wano hay là Zoro Wano gì đó, nhưng mà hình như mình thấy là Luffy trước. Và thông tin list mình muốn nói cho anh em đó là cả Luffy và Zoro Wano đều sẽ là hai con rơi vào sự kiện trái nha. Đấy. Cho nên là anh em hãy chuẩn bị trái đi anh em ơi. Hai con thì anh em cứ cập nhật khoảng tầm hai mấy k, 24-25k trở lên là ok nha, rất rẻ. Sắp tới chuẩn bị thời gian tới lấy thêm Kaido nữa, đẹp luôn. Trời ơi, sắp tới tàn những con ngon rồi anh em ơi. Kinh hỏa hoạn rồi, win bệnh dịch này nọ nè. Hóa anh khủng long là sát số luôn. Quá chiến luôn anh em ơi. Đấy, giờ mình sẽ cùng anh em chiến cái hòn đảo 67 này, coi thử coi mình có win được không nha. Anh em hãy ủng hộ cho mình bằng cách like, subscribe, comment nhiệt tình để giúp cho mình vượt qua cái hòn đảo này nha anh em. À, quên nói cho anh em về lực chiến nữa. Hồi nãy mình quên để lực chiến. Nhưng mà lực chiến thì như là mình vẫn đang thiếu anh em. Ây dạ. Rồi ok. Đảo này chúng ta sẽ đánh với Moria với Merona nha anh em. Chắc là đảo này không có thời gian để chịu liên huyên này mà. Mình sẽ cố gắng spam chiêu hết cỡ nha. Thật ra thì mình cũng phải là biết combo gì cả anh em ơi. Mình spam thôi à. Cho nên là mình tập trung spam nha anh em. Nếu lỡ một nhịp là thua chắc. Mình chỉ cần lỡ một nhịp thôi là mình sẽ thua bọn này luôn anh em. Đấy. Và anh em nhớ quan trọng là phải dồn nó được vô một chỗ nha.
sắp hồi chiêu rồi nè, cho nên chắc là chỉ đợi tí. Đây, có chiêu rồi nè. Lâm Lâm Dâu này lúc mới ra thì nổi tiếng với cái chiêu lồng chim này nè em. Mình cứ tưởng cái lồng chim là một hit chết luôn. Nhưng thật ra không phải. Ô, mình thấy có cả quang nha anh em ơi. Tây luôn đi. Yes sir. Con Berona hiện tại sắp die. Mình thấy được một hy vọng là con Berona sắp die. Nhưng mà như vấn đề ở đây là vấn đề thời gian anh em ạ. Mình hiểu rồi, hiểu tại sao mình thua rồi đó. Cái vấn đề là vấn đề thời gian anh em ơi. Thời gian đang rất là còn ít luôn. Oh my god. Khó chơi nha. Như vậy là Berona vẫn chưa đi à. Berona còn chưa đi, giờ mới đi nè. Ây da, khó nè mời, 30 giây. Ê, sao bị đơ vậy? Cái định mệnh tự nhiên bị đơ nè. Ây da, búp cái này lên cái mặt 3 mong. 25 giây, giờ chắc là không kịp rồi anh em ơi, khả năng là không kịp rồi. Ok. Cái lý do mình thua duy nhất là đơn giản là vấn đề thời gian thôi, tại vì không đủ đam để kích liệu nó trong thời gian ấy. Đấy. Như anh em thấy thì mình đánh bằng thằng Đông Linh Dâu này thì hoàn toàn là không đủ đam để giết nha. Đấy, bị thiếu mất gần chết. Không phải mất gần chết nữa, rất là ít thôi anh em ơi. Còn khoảng 20% máu. Đảm bằng. Cái này chia ra 30 hả? Khoảng 30%. Thấy anh em thấy vẫn còn khúc máu thấy không? Ây à, khó. Ok, bây giờ thì mình sẽ đem bố già thử nha. Tại vì bố già thì mình khẳng định với anh em luôn là tuy là lực chiến yếu nhưng mà về cái lượng chất tướng và đam thì rất là ngon. Bây giờ mình nghĩ là mình ráng đánh thì chắc là cũng khó đấy. Tại vì nãy chủ yếu là mình cũng đã spam chiêu hết rồi anh em ơi. Cho nên giờ muốn đánh lại để cố gắng qua chắc cũng hơi khó. Thành ra bây giờ mình sẽ giờ test thử sức mạnh bố già trẻ nha. Coi thử coi có sự khác biệt không nha anh em. Ok. Bố già trẻ thì chắc là thua huy hiệu. Đây cho anh em coi lực chiến này. Đây, lực chiến yêu cầu nè anh em. Lực chiến yêu cầu là 377, gần 308, mà lực chiến của mình là có 350 thôi. Đấy, thua khoảng 20k. Đó là mình đem thêm Luffy chứ mình không map Luffy, chắc là lực chiến chỉ chưa tới 300k. Như anh em thấy là hồi nãy là có 294 thôi. Đấy. Lực chiến rất là yếu và thua rất là nhiều so với lực chiến yêu cầu. Bây giờ thì mình sẽ vào shop để mình mua một ít cái ngôi sọc cam anh em ơi. Chắc là mình sẽ mua tầm 10 cái xem sao. Rồi. Sau đó thì hôm nay có thể mua vé vàng nữa đây. Xém tí quên. Rồi ok, nhân tiện thì mua thêm cái này luôn. Cái này là tẩy thẻ 4 năm anh em ơi. Ok nha, bây giờ thì mình ta nâng nhanh luôn rồi chúng ta trải nghiệm bố già trẻ nha anh em. Bây giờ nói chung là game càng ngày càng cập nhật những cái rất là ok anh em, cho nên nâng rất là nhanh. Mình nhớ còn một cái gì nâng nhanh rồi mà mình quên mất rồi anh em ơi. Hôm bữa mình nâng và mình thấy là nó nâng rất là nhanh, bây giờ game cập nhật nâng nhanh vãi. Đấy anh em chỉ việc, anh em thấy chỉ việc click đâu. Cái này thì nếu mà thiếu thì em sẽ quét nè. Đấy. Và sau đó là chỉ nâng thôi, rất là nhanh gọn lẹ. Này thiếu nhiều ta, mình sẽ quét một lần 5 cái luôn đi. Đấy. Ok. Đấy, nâng tí là lượt level 70 luôn anh em thấy không? Đấy. Nhân tiện thì mình tẩy thêm cái này cho bố già luôn cho nó mạnh. Đó, đây chỉ số nha anh em. Và đây là thẻ số 5. Thì cũng tương tự, cứ click và click thôi. Cái này thiếu thì anh em quét vậy thôi, đơn giản. Nói chung là click nhanh liên tục luôn cũng được ấy. Khi nào thiếu thì nó sẽ báo thiếu chúng ta để chúng ta biết. Còn lại thì cứ click và click thôi. Siêu nhanh, nhanh hơn xưa rất là nhiều nha. Hồi xưa nó phải cập nhật cái kia nữa. Eo ơi, mình bị thiếu cái này à. Mới lên 55 thôi anh em ơi. Chắc là ráng nâng full luôn quá. Thậm chí là mình nâng thẻ xong là đem thấy mình cũng có thêm nhiệm vụ bộ sưu tập nữa kìa thấy không. Này chắc phải mua thêm 5 đúng không. Không biết là 5 đã đủ chưa nữa chứ. Đây, mình có thêm cái nhiệm vụ này nè anh em. Được 50 cái vàng nữa, cũng khá là ngon. Ok, nâng tiếp nào. Đấy, mấy cái này thì thiếu khá là nhiều. Ok, full chưa ta? Hình như là cái này là full rồi chứ đúng không? Ok, ngon anh em ơi. Tiếp tục tẩy cho nó luôn. Ui, được một hệ số này nè anh em, hệ số này như tăng máu.
Rồi, ba thẻ này thì phải lấy tạm của bên Dublin Go qua thôi. Chứ ba thẻ cùi thì làm sao mà đánh. Lấy tạm anh em ơi. Để coi lực chiến lên được nhiêu nha. Thằng Dublin Go là 294 đúng không? Bố già thì được 277 gần 280 anh em ơi, tính ra thua cũng không nhiều lắm, cho nên là để đi xem sao nha anh em ơi. Vươn lên được top 4 lực chiến luôn nè. Ôi ngon, thế thì quá ngon. Rồi. Ok gì đây? Có cả nhiệm vụ gì nữa đây anh em? Vô tình được cái nhiệm vụ gì á. Rồi, vô chiến nha anh em ơi. Bố già trẻ thì đảm bảo với anh em là đam sẽ ok hơn. Không biết thắng hay thua ở đây thì chưa biết, nhưng mà cứ chiến cái đã. Đây. Rồi, cho rau đen qua bên đây đi. Thật ra trong đó thì con mình nghĩ là ta lấy đam hay lấy choáng thì sẽ ngon hơn á, nhưng mà thôi cứ vẫn cứ lấy rau đen đi. Mình ui, rau đen đâu rồi? Mình không có kiểu ui. Bố già chỉ được có 333k thôi nha anh em, so với 377 thì còn thiếu rất là nhiều, thiếu khoảng 40k ấy. Ok. Vô tiếp tục spam chiêu thôi anh em ơi, chủ yếu spam chiêu thôi. Mình không có chuyên nghiệp lắm với mấy cái vụ đi đánh này, cho nên mình cũng chả biết cái tướng support hỗ trợ là con nào ngon, nên ra mình cứ lấy mấy con đời cũ thôi. Có gì anh em có thể chia sẻ bí kíp cho mình biết ở phần comment nha. Anh nên lấy con này tăng cái gì các kiểu, hay là con kia nó sẽ giúp cho anh được cái gì đó, rồi anh đánh combo như thế này sẽ ok hơn, anh em cứ chỉ cho mình nha. Tại vì mình không có thời gian nhiều để mình đi đánh mấy cái này, nên mình cũng không rành đấy. Có gì anh em nhớ giúp đỡ mình nha. Ok, mình phải cố gắng để chinh phục cái hòn đảo 67 này anh em ơi. Ngon, chứ kẹt nó cũng rất là lâu rồi. Biết bao nhiêu tháng ngày rồi không có làm lại cái series này, nhưng mà đến giờ vẫn chưa đủ lực để chiến với nó, rất là cay. Nhà nào? Ok anh em ơi, bố già trẻ skill sao ta, mình cũng quên mất rồi. Mình quay xong mình test rồi mình cũng vứt đó anh em ơi, chứ mình cũng không có luyện ấy. Mình ra cũng không nhớ skill thế nào, chắc là vô chủ yếu spam chiêu thôi anh em ơi. Ok, để coi, chắc là vô có skill nào bấm chiêu đó thôi cho nhanh. 100 rồi mà chưa vô nó ta, cay thế nhỏ. Bố già trẻ quay trở lại thi là bát anh em ơi, quay trở lại thi là bát để chiến đấu. Mới vô có nổi luôn à. Khoan 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 ở đây, cái đó thầy sai. Có gì đó thầy sai. Ui à, lắc thế. Ui, trong BBE thì cái chiêu 3 được cái lực cũng rất là dễ để chuyển dạng anh em ơi, cho nên cũng không cần khó như BBB hồi xưa, hay mình không có hướng dẫn anh em ấy, nhưng mà những cái đây thì nó dễ hơn. Và anh em thấy là cái lượng đam nó tối ưu không? Đấy, đánh nhẹ nhàng tình cảm thôi là con Verona nó cũng đã muốn đi rồi, nhưng mà skill nhiều quá này nè. Chỉ là chiêu ba được cái là chiêu ba ba lần, chiêu ba ba lần, cho nên là tối ưu lượng đam rất là nhiều. Ok, đây thấy mới 1 phút thôi mà con Verona đã đi rồi. Lẽ ra mình để cái anh Tây cho xem chứ nhờ, thật ra là nhiều skill quá này nè, nên là mình không biết là skill nào cho hết. Và có vẻ như mà là trận này mình win rồi. Quá đã. Mình là thấy cái sự lợi hại của gọi là chất tướng đời đời sau chưa? Chất tướng đời sau là như thế đó nên là vì cái bố già trẻ nó làm cái gì đó nó rất khác biệt. Skill nhiều quá em ơi, bấm không hết đấy. Vấn đề là bấm skill không hết được đấy. Ok, có lại chiêu ba nữa nè. Rồi lại xài chiêu ba tiếp nè. Đạo không anh em, đạo giờ anh em đọc lên dâu nó chỉ là cái gì đó của quá khứ thôi. Giờ làm sao nó bằng được cái thế hệ sau được. Ui giời, dư 40 giây. Cái này là mình đánh cùi nha, cho anh em đánh xịn sò là còn ghê hơn nữa đấy. Quá đã. Phá đảo thành công anh em ơi. Đảo 67. Đảo tiếp theo sẽ là đảo 68. Và sẽ đánh bằng con gì ta? Để coi, đỏ xong rồi tới xanh anh em ơi. Nếu mà xanh thì nói về hiện tại là có Siki. Oh my god, lẫm Siki thôi em ơi, mang Siki đi chiến luôn. Siki là con tướng mới nhất hiện tại luôn chứ, quá tiện lợi. Tiếc là cái chiêu à khoan, tính ra là cái chiêu 3 thì hình như là cũng không cần anh em ơi. Cái chiêu 3 thật ra không cần nâng thẻ luôn ấy, tại vì Siki là tại vì cái chiêu 3 đâu có liên quan đến thẻ đâu, cái thẻ chỉ là chiêu 4, chiêu 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 phổ, chiêu anti thôi mà. Quá tiện anh em ơi. Để mình coi thử hệ xanh này coi nó yêu cầu lập thế nào. Nhưng mà Siki có vẻ hơi căng. 382k vàng tại được con Mihawk hồi xưa mình đã mang đi. Bây giờ thì để mình xem thử
Shiki thế nào nha anh em ơi. Đây rồi, Shiki đây rồi. Shiki của chúng ta 260k. Thẻ thì sao? Thẻ cũng đã mang rồi này. Thẻ 4 năm thì nâng tàn tàn à. Ok, cũng được quá nhờ. Để mình lắp thử nha anh em, đi chiến thử luôn coi sao nha. Nói chung là chất tướng mới cho nên là nó rất là ok ấy. Thành ra chúng ta cứ đếp thử thôi. Bên Yoro mình sẽ lắp Shiki vào này. Và như em thấy là Shiki thua lực chiến của Mihawk. Nói chung thua có nhiều đâu, thua có 3k. Trong khi... À, do Mihawk này bị lấy thẻ 1, 2, 3 đây em ơi. Ok. Rau đen sẽ được đổi qua đây nha. Nói chung là cứ mang rau đen cho an toàn. Rồi, chiến thôi. Hai con tướng hệ xanh cũng gọi là xịn sò nhất hiện tại đó anh em. Và như em thấy là mình chỉ cần mang với già trẻ là thôi, đâu cần gọi là xịn sò như Doflamingo và đâu cần lực chiến cao gì đâu. Chất tướng mới là vấn đề anh em ơi. Đam to khủng khiếp. Chưa nói về cái chiêu 3 có thể xài 3 lần nữa. Còn Shiki thì chiêu 3 là xài được đúng một lần thì phải đúng không? Chiêu 3 chỉ có một lần. Ồ, một cái bất lợi anh em ơi. Hình như Mihawk là còn được 2 lần đúng không? Lâu quá rồi không đánh, chả nhớ skill gì cả. Một người chơi hệ spam như mình thì nói chung cũng không nhớ rõ cả các kiểu skill lắm. Chỉ có vô spam là chính thôi anh em ơi. À, so về lực chiến đây thì thiếu nhiều đúng không anh em? Thiếu nhiều đúng không? Gần gần bao nhiêu đó? Lại quên tính cái lực chiến thiếu. Có gì anh em tính giúp mình ha. Hình như là cũng gần 400k yêu cầu. Nhưng mà lực chiến chỉ được khoảng 330 thì phải. Khó đấy. Để xem chất tướng đời mới coi có tác dụng gì nha anh em. Đây là đảo mới cho nên chúng ta sẽ đánh mặt bắt đầu từ đảo đảo 1 luôn. 681 cho đến 685. Mỗi đảo như vậy anh em win là được 100 trái nha. Đấy. Chỉ vì 100 trái mà chúng ta phải cực khổ á. Ok anh em ơi. Này mấy này ở đây đây là ở Marineford rồi. Ok anh em ơi. Gọi là nhá hàng sơ sơ coi sao nha, coi Shiki thế nào. Ui đá cái là có chiêu 3 mà. Tập combo anh em ơi, tập combo trước coi như bây giờ đánh cho nó dễ. Cái chiêu 1 là được 3 lần đúng không? Cái chiêu 1 là 3 lần thì cứ xả hết nè. Đấy, nó nhìn chưa nè. Đá một phát nè, nhưng mà bọn này cũng châu quá nha anh em. Không đùa được đâu. Đấy, có chiêu 3 là mới dồn đam ngon nè. Gom lại, ok các kiểu nè. Đấy, ngon. Chung là combo nó là như vậy anh em ơi. Cứ vào đá cái chiêu phụ trước. Đá cái chiêu phụ trước lấy cái nổ cái đã. Là ngon. Đá một cái nè. Cái chiêu nó cũng gom luôn à. Thế thì gặp ra mang đầu đen cũng hơi dư thừa ấy. Ok. Rồi đang chiêu 1 3 lần rồi. Thả sư tử nè. Thả cái mũi nhọn này. Rồi ban tiếp cái này nè. Ui trời ơi. Quá đã, chiêu 3 cũng hồi nhanh nữa anh em ơi. Xài hết một cái combo là chiêu 3 hồi nha. Đấy, sư tử bùng. Ngon 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 ngon. Mọi thứ vẫn đang suôn sẻ. Không biết ai nằm thế nào thôi. Ui, lần này cái đá không trúng cho nên là không có chiêu 3 nữa mà. Đen rồi. À vẫn có, còn xài cái chiêu kia thì vẫn có thôi. Nhưng mà nó sẽ không có ok một combo mình đã tính toán. Thôi dạ. Ui, cái chiêu 1 nó hồi nhanh dữ lắm. Ui, xuống anh em ơi. Chiêu hồi nhanh khác. Ok luôn. Chết không? Không chết rồi. Chầu nhòn. Ok, mọi thứ vẫn đang suôn sẻ anh em ơi. Không biết ai năm thế nào. Mình phải canh đá chuẩn cái này một chút nè. Chứ đá hụt là hơi toan. Ây da. Văng rồi. Mày ăn sư tử buồn đi. Mũi khoan thần sầu. Shiki đánh sướng thật sự anh em ơi. Kêu hồi nhanh ác. À có thêm cái dạng này mà mình quên mất. Làm sao để chuyển dạng ta. Quên mất tiêu rồi. Tính ra là mình quên luôn ấy. À ai năm. Đánh viên gáp với lại ai đây. À Hemebo à. Sao thằng nhảy dép này lại được xuất hiện cùng gáp. Ui, nó cái gáp hiện tại bên anime đang là trận chiến của gáp với Kuzan đó đen. Mà gáp chuẩn bị bắt rồi. Quá là đen cho gáp. Uầy, cái mình đi luôn à. Không ổn anh em ơi, ở đây phải cẩn thận nha. Tại vì dính chiêu nó là đi đó anh em. Dính một chiêu là đi chắc.
Ok, cho chết đi. Rồi chúng ta đánh lại nha. Lại nào. Bị nó giống như là đi đấy. Chạy. Ôi, né. Ok. Né. Khó rồi mời. Khó. Chói chân nữa lại xong thì gom liền rồi. Ui, máu không mất bao nhiêu à. Mình choáng không ta? Cái này có một choáng đúng không? Khó rồi mời. Khó rồi. Gom lại. Mình phát nữa lại không ta? Ui, không bao nhiêu máu luôn à. Căng nhờ. Tiki này không đủ đam luôn đây mà. Thành Ti chắc chắn là không được bao nhiêu rồi. Có. Ây da, mình sắp đi luôn rồi em ơi. Không ổn lắm. Ủa cái sư tử bạc kia làm sao tới. À đây. Đây là sư tử bạc. Mình cần phải giáp nó thì nó bay ra mới đánh kìa. Giáp châu quá. Giáp châu điên á. Dài. Hãy để châu anh em ơi. Hãy để châu điên ấy. Khó nha. Ây da. Anh em có để thấy một điều là cái giọng của Siki rất là trẻ không? Cái giọng nhân vật của Siki á, trẻ điên. Chứ không có, mà thấy không có, có cân. Không có cân xứng với độ tuổi. Cái hình thái của Siki á, tại vì như anh em thấy Siki già rồi. Nhưng mà cái giọng là trẻ măng nha, giọng trẻ măng ấy. Ok, mình lại tiếp tục kẹt lên em ơi. Nhưng mà cũng may là hôm nay cũng gọi là cũng đã vượt qua được một đảo. Chứ không vượt luôn đảo 67 thì rất là nhục nhã e chè em ơi. Cái đảo này gáp châu quá. Với lại Siki mình yếu. Mặc dù chất tướng mới rất là ok nhưng mà do mình chưa nâng nhiều ấy, huy hiệu cũng không. Thành ra yếu, đam không đủ. Hơi đen rồi em ơi, đam yếu quá. Cái này phải khổ luyện thêm rồi em ơi. Tiếp tục mình phải tu luyện một thời gian dài nữa rồi. Lực chiến yêu cầu là 400k. Mà lực chiến hiện tại có 300k. Thế thì thua cả 100k sao đi nổi. Thế là khó em ơi. Đấy. Cho nên là cái này cố gắng hết sức thì chắc là cũng không win được đâu em ơi. Khó nha. Cho nên là mình phải tu luyện thêm một thời gian nữa rồi em ơi. Ok. Rồi, nói chung mà clip hôm nay chủ yếu là để đi chinh phục đảo thôi. Nhưng mà đã thất bại rồi, không sao. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh, đầy đủ ủng hộ cho mình. Và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Mình hẹn anh em vào một ngày không xa. Mình sẽ trở lại và phục thù cái đảo đó nha. Bây giờ mình lấy cái thuyền SS này là đảm bảo là chiến tăng rất ghê luôn đây. Nhưng mà bị cái là lấy xong hết trái luôn á. Trái mình hiện tại còn 28k. Thì với cái lượng trái này thì rất là đủ để lấy hai con Luffy với Rowano thôi. Cho nên mình không thể nào phí trái thêm nữa. Ok. Rồi, bye bye anh em nha. Chúc anh em buổi trưa tuyệt vời. Bye bye.